Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì sau cái màn tròn mà cho cái em gái bắn gà ở ngoài thứ bảy vô mọi người, thì hôm nay hai đứa mình làm thêm một cái nữa nha mọi người, là kiểu như nhờ thằng em này nè, nhờ thằng em này nó giả gái để mà đi vô giả bộ mà đi vô quay đó mọi người. Đấy, coi hai hai bả phản ứng như thế nào nha mọi người. Bây giờ cho thằng em đi giả gái trước cái đấy, giờ cười lộn vui. Quá trời ngập ngực. Quá trời, cặp ngực ơi, cặp ngực bự mới được. Mình giới thiệu là cặp ngực bự mà. Ừ, có hai bạn sợ. Ok, để cho anh em nó mặc xong rồi cái mình đi qua bển nha mọi người. Hai bả đang chăm chú ở trong cái phòng ấy, chụp hình chụp gì quay TikTok cái đống. Ngon chưa? Ok đó, ok. Mặc áo khoác, đeo khẩu trang lên cho đừng biết. Có cái này có không có cái chùm đầu, có chùm đầu. Chùm đầu lại đeo khẩu trang lại nha. Nghe bộ thi mỹ gì đó, nít na rồi. Ừ. Cho hai bả ói ra máu luôn. Bữa trước chưa có phê không? Chưa phê không, bữa nay hang mình chơi lớn luôn. Chơi lớn. Chảy nhà nó chịu nha. Chảy nhà nó chịu. Thằng nào bị đánh đó gắng chịu nha. không có đầu hàng sớm gì chưa. Rồi đây đấy, giờ đeo khẩu trang lên với đội cái nón bảo hiểm lên, có nón bảo hiểm không? Rồi nó bảo hiểm lên, đừng để mình không có tóc giả đấy. Đúng rồi, lấy nó bảo hiểm có cưng á. 2 hours later. Mới vô em ơi. Vô ngoài chơi đi cưng. Ngồi bên đó đi cưng. Em ơi. Em. Ra đập thì mang ly nước. Nhanh đi. Có một chuyện cho bạn chuyện luôn. Mới vô hả? Dạ. Đi đường ở Sà Mau không? Chứ anh nói là con gái anh đi không dám đi đường đó rồi đó. Dạ, có tất cả. Nhắn tin cho anh sao đi. Sao không điện anh đi rước chạy? Dạ. Ừ, sao không điện hai anh chạy ra tổ 8 rước vô mà dạ, đi chưa? Kỳ vậy? Ai vậy? Chị ơi, không sợ mai hả? Dạ không. Ai vậy? Nhớ em đầu tư bữa hôm qua anh với Lý Xuyên nói đó, bữa nay nó vô rồi nó vô chơi rồi nó nói muốn gặp mặt hai chị gì đó. Làm nước không đi. Ủa rồi sao anh nữa đem nhớ không rồi vô chơi giờ này, tự nhiên giờ này kêu ta vô vậy? Ờ. Rồi đó nó sẵn rồi chích ngừa nó chạy vô luôn. Chích ngừa đâu giờ này? Rồi trời chích thứ bảy thì chích ngoài trường, ngoài thứ bảy chứ đâu chúng ta đi ngồi chạy ghét luôn. Hả? Ừ quên. Thì em với bà Trâm gọi đó đi. Mà tháo khẩu trang tháo nón ra đây xong mà đi vô nhà gồm đổi nón đeo khẩu trang. Anh gọi em được chứ? Em lạnh lắm. Làm cái gì mà nhỏ hết người vậy nhớ bà hằng nhớ bạn mà làm cái gì hết trời để bạn đi đừng có để em nạt chứ tự nhiên đi nạt nạt cái gì anh thì anh ngồi đây không được sao rồi nói chuyện với bạn vô chuyện chính đi bạn tự nhiên đi thì ở thứ bảy ở khúc nào dạ trong chỗ trên đường thì bà hỏi chị nhiều vậy yeah. Ủa mắc cười quá à phải cho người ta biết gốc gác quê thì đã nói người ta ở thứ bảy thì nó ở thứ bảy chứ làm gì nó ở thứ bảy nó ở thứ bảy à. Ờ thứ bảy mà biết hết thứ bảy không? Mà vô như này chi vậy ơi? Thì vô bàn máy không. Bàn nó vô. Em đã nói rồi là không rồi. Chỉ nói thôi, em nói là cái cách ứng gì đối diện với ông camera là sao? Đó nóng đi cưng. Em ngại lắm. Ủa ngại vô đây chi vậy cưng? Thì nói vô mà làm gì mà sao hai bà biết anh thành ra vậy? Nó cờ quá ngại ngại mà vô chi? Thì người ta mới vô, người ta không biết lạ người tao gãi quá. Bây giờ mày cởi ra đi, mày quen à, quen liền à. Cởi ra chứ. Xích ra em, chồng vậy. Ngồi chứ có anh nè, ngồi đi. Ngồi đi nhanh, ngồi đi nhanh, không sao đâu chứ. Là trời, nó độn, 80 lớp. Độn, giờ này mặc áo dài tay rồi đeo, đội nón rồi. Coi trời, muốn coi gì chồng. Em nói độn, anh coi thôi phải không? Nè, đừng coi ở đó nghe, nha, trước mặt tụi tôi nha. Rồi sao? Làm gì mà gờ gờ nói vậy? Gờ đâu mà gờ. Gờ đâu? Ta là con gái đó. Chỉ động động anh thiều. Người ta bự thiệt. Phải như thiều. Tôi chặt tay ông bây giờ ông thiều không? Người ta bự thiệt là người ta khó khe rồi gì mà hai ông đồn chắc nhưng mà nhưng mà ủa bộ cảnh ông nói với cưng hả? Là tụi chị không chịu. Đây bốn người rồi lẽ như sao được? Giờ nói chịu. Nhưng mà chị không chịu. Anh quan trọng anh nè. Đi cảnh quyết định, anh cảnh quyết định là được. Cưng cứ yên tâm ngồi đây đi rồi. Đúng để rồi. Anh giải quyết. Hai bà này không có quan trọng đâu. Quyết gì? Thì giờ em gái nó xin vô cho em gái nó vô đi rồi làm bữa không được thì tạo kênh
khác cho em gái nó làm, em giải cho em gái làm gì đó. Ở đâu mà có người vụ đặc xá anh em đi lấy nước chơi. Không, không có lấy nước, tạo lên dữ vậy. Đó đi, đi lấy nước cho nó. Ủa nó nghe nè, rồi buôn bán được không? Không được hay sao mà tự nhiên là rồi nhập tem làm kênh gì vậy? Dạ, Cảnh kêu làm tu với ảnh liền. Ủa anh Cảnh kêu là tương sinh? Dạ, Cảnh. Ê, vậy sao nói người ta tên người ta sinh vậy? Đây nè, có anh, bữa đó có anh nè. Anh sao? Nó mới là hơi em muốn làm YouTube gì đó. Đây rồi, ngồi đi ngọc. Rồi anh Cảnh, Cảnh nói hồi đấy. Dỡ mặt với em qua đây rồi ấy. Để anh ngồi đây nè. Tán một cái bớt đi. Nó ngồi đi vậy để em xin để tương đối. Sao ý ngồi được, ý chứ không tôi ngồi. Được nha. Muốn ngồi. Xin qua. Dạ, tôi đi tụi. Xin qua đi. Để đi, tụi nó đi. Nói gì mà nói, nói gì sao vậy vậy? Bữa đó là nó cần, nó làm chúng anh đi, anh cũng cần người phụ nữ như em đi. Không, nhưng mà em không cần. Em không cần thì không cần thì bữa nay nó thẳng không cần thì từ cho em mấy. Nó làm quá mấy. Em nói là hỏi em nó không cần rồi. Rồi bây giờ nói với người ta chi để cho người ta chạy vô đây mất công người ta vậy? Thì giờ mất công thì sẵn cho em nó quay không, đi. Không có sẵn gì được. Tại chị thấy là công việc của tem chị là chia ra đều luôn rồi. Nói đâu đều đâu. Làm gì đâu. Thấy còn thiếu. Em thấy anh vẫn còn ở không luôn á. Bằng như tôi luôn á. Tôi làm cũng chết luôn. Thế cũng làm phụ anh vậy? Để ngắm thịt anh. Ừ. Trời ơi, ủa không ngắm thì còn ủa là phải. Không có nghĩa là không có lúc để về giải trí. Ê gái, liêm sĩ chút đi gái. Nè. Ngồi thẳng chút làm gì mà ố ké vậy luôn, đặt qua nhìn cái coi. Mắt gì ngại ngại ha 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 nó đâu vậy? Bữa nào có chị. Ê nhỏ này nó cũng mặt tương đương tao à. Ờ mà mặt đâu trời, cũng đâu vậy. Nó có bụng đâu mà. Đứa bụng em bụng bật trên phân như vậy. Dở mặt với em đó hả? Ngồi đi cho nó vậy. Cái bụng người ta vậy mà nó mập là sao? Ê che lại chứ là. Ê bụng. Ủa mà cứ mắc cười quá à, người đàn ông trai đụng như người vậy không thì không phủi ra mà làm gì nít cái trời, có không chớp không sao phủi. Quen hả? Quen hả? Quen hay nấy quen? Quen này. Quen. Bạn bè mà. Sao mà hai bà căng cái gì? Chắc nặng nề nó vô rồi, cho nó lỡ nó vô tới đây rồi, nó có lòng rồi. Nè, em nói nghe nè, lúc đầu là em phản đối rồi, thì thôi luôn đi. Còn không chịu nghe em bây giờ rủ người ta vô chi cho mất công người ta vậy? Là quyết định của em trước sau như một, em với Trâm vẫn trước sau như một, không có thể thay đổi hiểu không? Thì hai anh nó vô rồi cũng cho em nó quay một clip hai clip gì đi. Không, ờ. Em nói không. Ủa gì cho quay một clip hai clip? Nó không em, cho em được. Em nói em nó lỡ vô rồi. Lỡ nhỏ lỡ vô tới đây rồi. Ủa lỡ? Em, vậy lỡ vô thì lỡ về, lỡ rồi về luôn nha. Tội nghiệp em đó. Em không có tội nghiệp. Thì nói chung á, tôi muốn làm YouTube á thì làm kênh riêng cũng được nữa, hoặc là tôi rủ bạn bè gì cũng cưng làm cũng được nữa. Chứ ở đây là hai đứa chị không là đẹp gái thì đẹp gái mà vú bự mà eo thon thì dễ nổi chứ có gì đâu. Thiệt. Với lại em tương tương nè. Ê, ngước mặt lên cái làm gì mà khờn khờn. Bộ bây giờ, chỉ cần đẹp gái vú bự là nổi hả? Sống sao mà cái mặt cũng nhìn cái vú không vậy? Tương tương. Ê, nhìn mặt chị nè. Không chị, nói chuyện sao mà không muốn nhìn mặt chị luôn vậy? Ta bự ta muốn nhìn đâu ta nhìn. Ừ. Ta bự ta muốn nhìn mấy bà không có. Ủa, hai ông không thấy được cái sự bự. Nhìn chút có thấy gì đâu. Giả giới. Bụt má. Không đúng rồi. Đau không? Đau. À, mà không, chị nói là, đừng có buồn nghe. Nếu mà cho cưng vô nhóm á là chắc đầu hai đứa chị chắc sừng dài chắc cỡ 8 mét à. Thiệt á. Đâu bây giờ nó cũng dài 2 lít. Nhìn cái mặt nó nhé. Gái hứa gì mà đi băng hôn thôi về đi. Khuya ở nhà để khuya nha. Chị để thằng mình đưa nó về đi nha. Dạ. Tôi dắt về anh không? Dạ không. Dạ em với nhà bà Trâm. Ờ dạ. Trâm nó cũng đi về. Tôi đưa. Tôi mướn không đó. Ní nữa. Sao đi dành nữa. Cửa cái coi. Sẵn tôi trả vợ anh trong 3 giờ gì đó. Thôi. Chị em có gian vậy khúc nữa gì nó sợ. Ủa vô bận gì mà có gian vậy? Làm như tôi là người dư thừa như cho bận gì vậy? Sao không được. Dạ. Đó. Ủa sao lúc ở nhà nói chuyện cọc cằn mà sao nói chuyện với người ta cái nhẹ nhàng quá vậy? Có cọc cằn không chạy đánh tôi đó giờ gì? Cọc. Bữa nay đâu có xèo cọc. Cọc mà nói trời ơi má không muốn ăn luôn. Rồi giờ thì cởi nón, cởi khẩu trang ra cho nhìn cái coi. Cởi gì? Nó lạnh mà. Nhỏ rồi. Tay nhỏ lạnh. Lạnh mà mặt hả? Hở đùi, áo quai dây. Gái gì mà nó chân dài dữ vậy? Ủa mắt gì mà mặc cái ghép chi vậy? Cái đầm chi vậy? Ủa bọn gái là phải mặc quần kính nè. Ủa lạnh cũng than lạnh. Ủa sao bà không mời cục được người ta lạnh gì bà la người ta. Ủa nó than lạnh chứ chẳng có than lạnh đâu. Thì bởi vì nhóm mặc áo khoác nhưng không dám cởi áo khoác. Đúng rồi. Nhóm thay khẩu trang luôn đội nóng thì nó lạnh nhóm chết.
đóng kinh. Nó vô không được, con đi về đi thiệt luôn á. Nhưng mà lỡ như sau này có gặp mặt nhau thì chúng coi như là chính nhà đó là chủ nhà luôn á. Nó hay lời em, nó hay lời em cũng nói. Những cái lời mà nó nói là đều là cái lời của em. Anh muốn gì? Gì đâu? Đéo nước đi. Được gì vậy? Mày tàu. Cho vô tem chắc tối ngày bốn con mắt nhìn vô hai cái đồi núi quá à. Núi đã, giả mày. Là có núi đây. Kiểu như núi nhân tạo, tao khẳng định là núi nhân tạo luôn. Làm cái gì vậy? Khe. Trời, cái khe. Cái khe hả? Khe đâu? Khe như khe suối nhưng nó không có khe. Khe đâu mà khe? Bà đưa cái mặt vô đây. Nè. Gì này mà ông lao muốn khe. Gái nữa thôi đi về đi trời ơi. Trời. Mới đạo ta ngộ thì chứ. Ủa? Vẫn sẽ diễn cho trong nhà ta, ngủ cái gì vậy? Cái bảo vệ cương nghĩ vô nhà lễ là ông trai ta dặn ra vậy mà không nói luôn. Sờ gì không phản đối. Đáng lẽ cương phải quay sang cương tát một cái bóp mới đúng chứ. Cương yếu đuối phải không? Yếu đuối là không lại. Đã nhỏ hiền vậy đó mà hay là yếu đuối. Yếu đuối hay là phái? Nở lần nào đuối nữa chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nhỏ hiền gì mà dám nở, nở lần nào đuối nhỏ vậy. Không được. Chứ bây giờ để không lẽ giờ để đây tới khuya, tới sáng. Thì anh lấy cảnh đưa về đi. Em thấp tình đó, mướn anh đó. Dạ, đưa nó về. Ừ, đưa đi, mời. Chứ sao? Nếu không dám đưa, đi ngồi để đường đường. Em mướn anh đó. Hả, mượn gạo lại, sao thấy vậy? Vậy nó ghê vậy. Đổ đó. Nè, chạy xe vô anh phải không? Chạy vô xe vô anh thì chạy xe vô ôm. Đó, đi xe ôm. Thì kêu xe ôm đi rước về. Giờ này có xe ôm đâu. Không thôi thì kêu cha mẹ nội ngoại anh chị em gì đó rước. Không ai gặp được đưa. Bây giờ đưa thì chị đưa nè, chị đưa con về luôn nè. Chị nói thì chỉ cưng đúng là chị sợ ma, chị không dám chạy từ nhà chị về tới nhà thằng con. Chị đưa con về nè. Chị làm đùng đùng gì sao? Đưa đúng, thằng nó không muốn. Nó có chịu thấy con trai nghe đâu. Nói chuyện, nó đã đưa đi người nó bệnh. Nghĩ sao nói chuyện, nói chuyện với hai đứa em mà úp cái mặt xuống cái vú không à. Thì ta kể, hai chị không giữ, không giữ quá. Chị nói là đầu á, chị nói thiệt chị cưng cũng bình thường. Nhưng mà chị thấy cực kỳ quá à. Hai thằng này đụng cưng cũng để yên cho đụng nữa là sao? Tại đúng quay quen rồi. Thì lựa đầu tư đó, có ai coi lại gì nó bình thường. Không. Đừng con trẻ, con trẻ thì chứ. Nó chơi chứ, bây giờ cho em nó vô đây mà hai bạn làm căng quá. Không. Bây giờ hôm nay để cho nhỏ là bộ về tới bạn chết luôn. Rồi cha mẹ anh thì em nội ngoại đâu, điện thoại đâu, không gọi ra điện thoại. Giờ tự nhiên nó đi vô đây mấy anh chị đuổi về. Cái bây giờ chị đưa cưng luôn. Chị nói thiệt là bây giờ chị đưa cưng về. Dạ, được em dám đưa hết. Đi. Dám đi chị không? Về. Về. Nó dám đi chứ cưng mới sợ, nó sợ lắm. Đi. Đi được, đi được đường cưng ngáy sao? Nói mày rồi, ngồi như con lăn quanh gì đó. Ừ. Uống em, uống em. Không cái gì vậy? Thì cứ ngồi đây dễ nói chuyện. Lẹ lên. Nhìn. Thì em hỏi nó đi. Xích gai, gái. Xích gai đây chị không muốn. Chị cũng đồng tay đồng chung với con đâu nói thiệt luôn á. Con khách ở nhà lắm, chị kia lấy cái thao gì trời. Để đó vậy á. Ủa có cuộc kì, ní mời tao lại gì mang nhục tao hay gì nấy. Mang nhục luôn đó. Ủa ai điểm mời? Con nghĩ dám mùi điều gào. Điểm mùi gào. Ai điểm mời? Ừ. Ai làm chủ? Mưa bốc đừng mua chữ đó nữa nha. Mày lại chi gào gào vú. Mày lại chi gào bụng. Mày chi gào đâu. Hồi nãy giờ tôi chỉ nhìn tao thấy tôi mới bớt gì đâu. Hồi nãy tôi mới bớt gì đâu. Nhét một bự nữa coi sao. Thì bà nói tôi gờ. Ông không gờ, ông gờ mà không cha đâu thì là trời. Nghĩ sao mà nói bà có gì chứ mày. Rồi bà nói gì ta không có khe, dạy cho con đứa có khe không. Ừ, vừa lòng đó. Ôi, mới lại học nhanh vậy. Thấy hoài biết quen. Gái đi về đi cưng. Cưng không không có xe về, chị chở cưng về. Nó không dám chở là hai sao mà. Em với nó mà. Tôi thấy cái thảo nó sợ thằng chết á. Hai đứa làm gì vậy. Đưa đưa nó như vậy. Mày con gái mà cưng kỳ quá à. Cắt cơ chết làm gì. Hai đứa là biết thì mốt không dám mua gạo. Không thể ngay sạc gạo. Tức nó chạy tức nhìn. Ê rõ ràng con thấy nó lộn luôn chăng. Lộn đau. Ê. Cái gì vậy trời, đánh chúng nhỏ. Đi về đi trời, con gái con đứa gì lần này là chị bỏ qua luôn á. Lần sau không có vụ đó đâu, chị chở mình về. Buông ra coi, để anh chở cho. Để anh đưa nó về. Không, còn số. Đi về là để chị chở con về. Thôi không cần. Anh ngủ vô rồi anh đưa về. Sao mà hai em ngủ mà ngồi nói chuyện đàng hoàng hay bình tĩnh nói nè. Hai đứa em nói chuyện đàng hoàng mà hai đứa ông sao không nó nói chuyện đàng hoàng. Đi, đàng hoàng lên đây. Cứ đụng chạm đụng chạm gì. Tôi đây mình đang tôi tào lao thôi. Ủa à. Đi khùng quá. Ôi dí tào lao tôi đàng hoàng à. Ừ. Tào lao đi. À. Đi về, đưa về. Đó, tào lao bị hết. Ní tào lao bị đánh mà ní cả đây tôi tào lao cho.
chị đó nói là chị không có muốn đụng tay đụng chân với cưng đâu, chị nói thiệt luôn á, không xuất gia coi. Sao mà hai bà này làm cầm cái thau nhỏ sợ cũng chết nhỏ té đáy quỳ luôn kìa. Làm cái gì đâu vậy? Còn có té đáy quỳ không? Lý nói té đáy quỳ, tôi nó giận lên coi thử. Ok, chuyện của người ta, chuyện của người ta kể người ta đi. Chạy cháu cho mượn cái quỳ ngay trời. Đi về nè, chị gái về. Chị với chồng tóc ba ơi cũng về. Nhìn đây không thấy cái khe nào luôn á, mà nói nghe. Hai ông nó mụn á. Mà nó không có khe gì trời. Giờ tháo khẩu trang ra coi. Thôi mình đi về. Hai bà làm gì muốn ám sát ta. Chị đưa cũng về. Dạ mà nó xỉu luôn bây giờ nè. Ủa chị về xe luôn hả? Nó xỉu luôn bây giờ nè. Ừ. Nó gì nữa. Đây. Trời đất ơi. Buông ra. Buông làm gì vậy? Nó xuống nhỏ gì. Thì đó là ăn thịt chị nó ăn đi. Ăn nhỏ gì chứ. Quánh nhỏ hoài. Quánh nhỏ hoài. Có hai bà lại. À, hai bà đừng ăn được, ăn đi. Ăn đi thật tôi nghĩ. Đó. Đó. Đó, đó mà ngồi ăn có giờ nói chuyện thẳng từ nói chuyện. Nói chuyện thì thà là hai đứa ngồi nói chuyện thường đi. Tại Ngọc nói nó độn, anh giật canh có độn không? Rồi cái này nó thấy có khe mà nó tao không có khe. Chị nói tôi nè, đời con gái còn dài lắm á, mình đừng có làm vậy. Người ta đã có vợ hết trơn rồi mà cứ cho người ta không sao đâu. Vậy là sao? Hai anh có vợ nhưng mà hai anh vẫn là biết được. Độ của hai anh đó nên em mới kêu người ta về á, chứ hai anh ngồi nói chuyện đàng hoàng. Nó thấy nó có vú gì đâu mày. Nè bóp coi ta đi. Bóp đó. Em bóp cho coi coi có không. Muốn lại. Kiểm tra thôi. Nè bóp coi ta. Ủa mất gì kiểm tra nhân viên. Tại nó nói khen xuống gì kìa. Nó không thấy gì đâu. Trời nói chuyện đàng của hai ông mà nói chuyện đàng hoàng. Để kêu đụng tay em chân. Đi về. Chị đưa con về. Chị Điện Sơn đưa con về. Mình bán đầu tư rồi mình đưa cái mặt ngay cho người ta khóc luôn kìa, cứ làm vậy trời trời làm nó khóc luôn kìa. Thắng liền tự nói chuyện tội nghiệp nhỏ. Bây giờ á hai anh ngồi đàng hoàng không đụng tay đụng chân đi thì hai anh làm gì xa gì còn không đàng hoàng gì nữa không. Bây giờ hai em có làm gì không? Đã thằng nhỏ ở ngoài vô đây rồi mà làm gì. Thằng nhỏ hả? Con nhỏ. Con nhỏ. Thằng nhỏ nào? Thằng nhỏ đâu rồi? Nhỏ con nhỏ. Nhỏ rồi làm gì để tôi giặt cho. Yêu. Đưa bà này ghét bà dê mình đi trời. Tự nhiên vú tao mà giặt lại để cho hai ổng coi gì con điên này. Không thấy gì chứ. Thì kệ đi. Ủa rồi ngồi vậy chi? Kêu người ta về ngồi vậy chi vậy? Ừ. Làm cái giống như gạo cho người ta về đi. Gạo lại mẹ rồi đấy, giờ tao đi về. Đứa cầm thao đó, đứa ngồi cái quẩy. Rồi bây giờ về thì em đưa, em với chăm tóc ba đưa. Cưng hết chăm đứng lên luôn hả cưng? Cưng đúng chân không? Cúng luôn rồi. Té lái quần luôn không? Hai bà này như là sư tử Hà Đông đó cưng. Nghe được đâu là tôi chỉ. Hẳn đời đời đã nói lý rồi. Cho em nó vô ban ngày đi bà. Giờ cởi khẩu trang ra đây. Cho con mặt một lần nữa đi. Khẩu trang vậy trời. Cho con mặt một lần rồi mới mốt đi mua đồ rồi ấn gặp thiệt rồi thiệt đúng hơn. Trời ơi, 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 ai vậy? Dạ, làm nhiều giật nứt bánh trang này khóc luôn kìa. Khóc luôn. Khóc luôn rồi. Ê. Ủa ai vậy? Ủa sao tóc ngắn ngủ mà mày? Ê đừng khóc nha, có làm gì đâu. Nó ốm má mày. Cái thằng này nó quen quen lắm luôn em. Thằng nào? Ô là trời ơi. Sao thiệt chứ? Tao nói không có viên vú. Tao nói không có viên vú nào đâu. Tao nói là tự nhiên ngọt ẻo lả được hay vậy? Chết luôn. Hai bà đã đưa cái gì chắc có chết con tao. Nó mình nổi gì đâu. Ủa mà tự nhiên đưa giả gái chi vậy trời? Để coi. Bây giờ có nhỏ mày có thiệt không? Đâu đó. Vô bữa không? Ok. Ôi là trời mặt hai nhóc.